này anh cứ canh song song với cái sườn giúp em cái. Cho thấp xuống xíu nè, không thấp thấp cái này xuống xíu. Dạ đúng rồi rồi, vậy được rồi. Anh cứ canh sao mà ngay chỗ cái đuôi nè, ngay cái mí tim của cái vỏ là ok. Dạ rồi, ok. Dạ mới phục hồi phuộc xong rồi các bạn. Chiều mình sẽ ra mình quay clip cho anh em. Đây là một là trong những con xe hiếm hoi đi bô mà không muốn bỏ bầu nha anh em nha, vẫn còn muốn đi bầu zin nha. Thôi lát nữa mình test cho anh em nghe cái cây này là cây SC1r. Cây này chủ xe chủ yếu là qua gắn cái bô để thấy cái dáng nó đẹp thôi. Xưa giờ là mình chưa thấy xe ai mà gắn bô mà muốn để bầu luôn á. Vấn đề là ảnh cũng lớn tuổi, năm nay ảnh cũng gần 50 rồi, mà ảnh có đâu 20-30 căn nhà trọ cho thuê, mà cái nhà nó nằm cuối cùng, nhà trọ nằm ở ngoài. Ảnh sợ mấy bữa mà đi khuya về á ảnh hưởng hàng xóm, nên là ảnh không có thích. Chủ yếu là gắn cái bô nhìn cho nó đầy cái xe nó đẹp thôi. Bầu vẫn đi bầu zin, nó im cũng được. Anh thích đi cây bô đó. Anh thấy em gắn cái bô trên con xe kia đẹp quá, anh qua anh ủng hộ quá trời quá đất, kiểu nó vậy. Mùa này anh em nào cũng đóng cửa đi tour hết ráo, mình thì mình không đi được, tại vì mấy bữa nữa mình đóng tiền nhà cho ông chủ đất các bạn, mình đi nữa là chết doanh nghiệp luôn. Cuộc sống khó khăn này càng khó khăn hơn các bạn. Ngân hàng thì chuẩn bị siết tín dụng thêm tập nữa. Tối ra đường thì mấy anh ráo riết đi quần bắt những con chiến mã, xe nào càng cọp là càng bị dí. Không mà nói gì nói, riêng về cây SC mà lên đến con CB1000 không gì để bàn, thiệt đẹp xuất chỉ. Tới chiều ra mình review cho anh em. Mấy bạn hỏi nghe nó rác không, nguyên cái bầu sao rác được anh em, nhưng mà nó to hơn là cái bô zin là chắc cú. Cái bô zin nó bậu nó bự lắm. Đôi khi mấy bạn muốn độ bô cho đẹp mà trong nhà mình nó quá nhiều em nít với lại người già thì các bạn làm sao các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn một giải pháp vừa đẹp mà vừa im, nó vẫn rầm rú khi mà ở tua cuối anh em. Đây là đúng ra anh trai này qua mình là chỉ có làm loanh quanh, chỉ có phục hồi bảo dưỡng cặp phuộc trước sau với lại vệ sinh mấy thứ lặt vặt thôi. Nhưng mà cái buổi sáng anh trai định qua là lúc đó là mình bót cái con CB1000neo của anh Tâm Nhân Trạch đó, là thấy có cây bô SC mập vô cái xe nó hợp quá, mà vô tình bữa đó là mình có 2 cây luôn. Qua cuối cùng là ảnh qua mới đầu là trong đầu ảnh tính là chỉ có phục hồi phuộc thôi chứ không phải là làm gì, nhưng mà vô mà thấy cái hình mình bót xong rồi qua cuối cùng là dính thuốc luôn cây bô. Mà trong đầu ảnh mua xe về để chạy trải nghiệm phân khối lớn thôi, chứ ảnh thì ảnh cũng lớn tuổi rồi, 40 mấy gần 50 tuổi rồi, nên là ảnh không thích ồn ào anh em. Nên là đây là cũng là một trong những vị khách hàng đầu tiên mà vô cây bô SC1R vẫn để nguyên cái bầu zin là kỳ. Đây là chiếc đầu tiên, chứ còn từ trước giờ mình độ xe là đa phần mấy anh em vô bô, mấy anh em độ bô đa phần là mấy anh em sẽ bỏ bầu hết để nghe ra nó thoát được hết cái hơi. Còn anh trai này chủ yếu là ảnh độ bô để cho nó đầy cái xe, nhìn cho nó ổn áp, chứ mấy bạn nhìn xe ảnh không có món đồ chơi đâu hết, chủ yếu là mua xe để chạy đi trải nghiệm thôi. Có một cặp được cặp đèn tun đi trải nghiệm thôi, chứ còn nhìn thấy gắn nguyên cây bô zin nó to quá, nó không có ổn áp lắm. Thì con này là con CB1000neo. Lúc anh em qua là anh kêu mình kiểm tra lại dàn chén cổ. Rồi xe này anh cũng mới lấy lại thôi. Rồi bảo dưỡng phuộc trước sau. Tại vì lúc anh đem qua là một cái phuộc ở bên phải là nó bị xì. Này mình tháo ra, mình bảo dưỡng, mình phục hồi, mình thay dầu với lại thay phốt đồ bài hết rồi. Còn cái bô là phát sinh sau, bô là bị thuốc cái tập sau nè. Thì bô này cái SC1r. Cái này nếu mà nói thực tế mà nói, lên con CB1000neo hoặc là con CB đời cũ nhìn nó cực kỳ đầy cái xe, hoặc là những cái con giống như là Monster 821 hoặc là Monster 795, 796 vậy đó. Cặp bên hông nhìn nó rất đầy cái xe. Những cái con xe cái form mà nó mập á, gắn con này cặp bên hông mà nhìn nó rất là bét nha anh em. Đây là một trong những con xe đầu tiên mà mình giữ lại nguyên cái bầu. Đơn giản là anh chia sẻ là định qua đây ủng hộ mình lâu rồi, nhưng mà không biết ủng hộ cái gì. Tại vì mình cũng chủ yếu là mình mua xe mình đi mình trải nghiệm thôi, chứ cũng không muốn gắn đồ chơi hay gì hết. Mà vô tình bữa đi qua bảo dưỡng phuộc nên là vô thấy bài boss mình, boss xe của anh Tâm á, thấy được cái cây SC1R gắn lên trên xe của anh Tâm nhìn bét quá. Qua là mới đầu là ảnh mới nổi máu anh hùng lên liền các bạn. Bầu là mình vẫn giữ lại bầu zin nha. Thì còn cái này thì mình sẽ bầu vẫn giữ đầu zin, không đụng cái gì hết. Mình đưa cái bô nó dài ra đấy xíu, rồi mình làm một khúc clip on nói từ ngay chỗ cái phần bầu đi ra ngoài cây bô. Cái phần bầu zin ở chỗ này hình như nó là phi 54 hay là phi 56 vậy. Còn cái phần bô của mình là phi 60. Bắt buộc là mình phải làm một cái khúc clip on nói từ cái phi 54 lên cái phi 60. Khúc này là khúc 54 nè, khúc này là khúc 60 nè. Kéo dài ra thì mình làm một cái bát inox nói từ cái gác chân đi ra cái bát bô. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em nghe thử cái tiếng bô của nó khi mà nổ garanti thì để nguyên cái bầu thì nó như thế nào. Còn cái bô mà nó không có bầu thì các bạn có nghe rất nhiều rồi. Cái này mình gắn trên cái con CB1000neo của anh Tâm Nhân Chập đó, là lúc đó là xe đó là đi nguyên bộ cổ Titan không có bầu. Thì cái con này hiện tại vẫn đang có bầu thì nó nổ nó sẽ khác liền. Để mình chỉnh qua cái mod Sport đi. Rồi vô dứt. Đó. Nếu mà đúng như xe của anh Tâm Nhân Trạch là các bạn sẽ nghe khi mà nổ garanti á là nó sẽ bùm bùm rồi. Còn cái con này nó vẫn còn cái bầu zin, thấy không? Con này vẫn còn cái bầu zin nên là khi mà anh em nghe nó lớn hơn cái zin tí xíu thôi, nó vẫn nghe cái độ im nha. Đúng không? Khi mà anh em lên cái tour nó khoảng tầm 5-6 ngàn, mấy anh em vẫn nghe được cái độ im, nó cũng không có ảnh hưởng tới ai nhiều. Nếu mà đối với những anh em nào mà sợ ngại mà mình về khuya mình ảnh hưởng tới người ta, để nguyên cái đầu. Còn khi nào mà anh em lên cái tour cao, đi ra quốc lộ mà đi ở cái ngưỡng tour mà 90 ngàn á là nó sẽ ré nha anh em. Đây, còn ở đây là cái ngưỡng tour mà khoảng tầm 5-6 ngàn nè. Mấy bạn đi trong phố, mấy bạn đi tour khoảng tầm 5-6 ngàn là chạy là coi như là cũng là ghê gớm lắm rồi đó. 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 Nè, này là 4 ngàn nè, 5 ngàn nè, 6 ngàn nè. Đó, này lên 10 ngàn nè. Đó. Lên 10 ngàn là nó ré, nghe nó lực hơn nhiều, phải không? Tùy theo ơi, có nhiều người người ta đậu bô, người ta thích nghe cái tiếng động cơ. Có nhiều người người ta đậu bô, người ta chỉ thích là về cái thẩm mỹ cái xe mình lên cái bô đó nhìn cho nó đầy, cho nó bét theo cái form của con xe. Tùy theo mỗi người, người ta có một cái cách chơi xe, một cái cách cảm nhận cái xe đẹp hay không đẹp của người ta nó khác nhau. Không phải là mình nhiều khi mình thấy gắn cái cây AK nó vô đẹp, nhưng mà người ta lại không thấy đẹp mấy bạn. Người ta lại thấy gắn SC vô đẹp. Tùy theo mỗi người. Đơn giản là cứ xe của mình làm cái gì, mình bỏ đồng tiền của mình ra, mình cảm thấy nó đẹp. Còn ở ngoài người ta nói gì kệ người ta các bạn, đừng quan tâm. Thì cái con này chủ yếu mình chỉ có bảo dưỡng phần phuộc trước, phuộc sau, rồi lên cho anh chai cây bô, kiểm tra phần chén cổ, rồi làm khúc clip on, đơn giản vậy thôi. Cái bô này có nhiều anh em hỏi mình là sao giờ bán giá cao quá vậy, thì mấy bạn nên biết được là thời điểm cách đây khoảng tầm 1-2 năm trước, dịch chưa xảy ra, cây này new nó chỉ có 16.500.000 thôi anh em. New nó chỉ có 16.500.000 thôi. Mấy bạn nào mà từng bán những hàng thương hiệu giống như SC, giống như Acabovic, giống như Rambo hoặc là Ganfer, mấy bạn sẽ biết được là tất cả những hàng nhập từ châu Âu về 90% đều lên giá đồng loạt hết. Thí dụ giống như Rambo tính tới thời điểm trước dịch cho tới sau dịch, nó lên tổng cộng là hết 35-40% rồi. Còn những cái cây SC như là AK, như là Terminoni là lên khoảng tầm 25-30%. Nó khác xa với lại cái giá thị trường mà năm 2020. Có nhiều anh em hỏi mình là ủa cái cây này anh thấy trên mạng nó bán có 16-17 triệu à, anh coi hồi năm nào? Thì mấy anh em mới gửi hình cho mình là cây năm 2020. Thực tế cây này năm 2020 new của nó chỉ có 16.300.000 thôi anh em. Nên là cái thời điểm đó anh em bán đồ lướt cái cây này nó khoảng tầm 10 triệu cho tới 11 triệu. Tới thời điểm hiện tại cái cây SC1R nó sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản là màu Titan, còn một phiên bản còn lại là cái màu carbon, là cái cây anh em đang thấy đây. Thì cái phiên bản carbon thì nó sẽ chia ra cho rất nhiều dòng xe anh em. Cho CB1000 nó sẽ là cái bát nó khác, cho BM nó bát khác, cho CBR1000 nó bát khác, cho thằng Z10R nó bát khác. Cái thân này là y chang nhau, nó chỉ có khác cái bát ở chỗ này nè. Có bát thì nó làm cho Ducati nằm đúp gầm á, thì cái bát ở đây nó khác. Còn cho CBR hoặc là CB1000 á thì cái bát này nó sẽ thẳng hơn. Cái bát này nó không có nằm xéo giống vậy mà nó sẽ nằm thẳng song song với lại cái gác chân. Thì tùy theo, còn cái thân của nó tất cả còn lại là y chang nhau. Nó là SC1R, đây nó có cái hiệu dây này, em SC1R đây này đó. Thì cái cây này mình thấy nó mập mạp, nhìn nó dễ thương các bạn, thấy không? Cây này nhìn nó rất là dễ thương, mà chẳng qua là nhiều anh em người ta không biết á. Sau này mấy anh em hay đi search giá ở trên mạng, thì mấy anh em nên search những cái thông tin mà nó gần hiện tại nhất. Thí dụ mấy bạn search về cái đèn tun thì các bạn nên search cái giá hiện tại, có nghĩa là năm nay là năm 2023. Ít nhất mấy bạn phải search giúp mình là cách đó loanh quanh nó khoảng tầm 1 tháng thôi. Tại vì cái thị trường nó biến động liên tục mà. Quan trọng là cái nguồn nhập về của mình. Cái đợt này đợt sau là bắt đầu là nó cũng khác giá nhau, chứ không có đơn giản là trong năm nữa, thấy không? Như cái lô này mình nhập về khoảng tầm 10 cây bô đi, giá khác. Cái đợt sau nhiều khi ở bên kia nó bị biến động gì đó là về là giá khác luôn. Nó chênh nhau 5-7 ngày nó cũng có giá khác rồi. Nên kiểu sau bữa anh bán em có 5-7 triệu mà giờ sau lên 8 triệu rồi. Phải tùy theo thời điểm mức giá nữa nè. Cái này full set lên cho cái con này là bao gồm bảo dưỡng, dàn phuộc, phục hồi lại cặp phuộc nè, là tốn hết khoảng tầm anh trai cỡ tầm 2 triệu mấy 3 triệu. Rồi vệ sinh lại chén cổ trên dưới thì có 200-300 thôi. Rồi cái set bô này là bao gồm khúc clip on, rồi cái bô luôn, thì nó khoảng làm luôn cái bát ở đây thì nó khoảng tầm đâu đó 16 cành. Bô thì nó không có bị chày xước gì hết, bô là còn đẹp len keng. Chỉ có cái tem ở chỗ này nè, nó hơi bị xi đai xíu thôi. Thì cái này cái tem nó bán rời ở ngoài một cái bộ. Một cái tem bán về hình như bán là 400 mấy một cái tem này. Mấy bạn có thể muốn tới công chuyện thì mua cái tem khác ậm vô. Quan trọng là cái chất lượng là bô biết đồ các thứ, là chưa chày chụa gì hết. Carbon là còn tươi rói, chưa bị vàng. Tùy theo thôi. Thì cái con này đợt trước mấy anh em, mấy ngày trước mấy anh em có coi cái clip của mình test ride cái con Triumph Speedtailwind 900 á. Thì mấy bạn cũng biết thì mình là 1m65, ngồi trên con đó thì nó chống chân đồ, mọi thứ nó thoải mái rồi. Nhưng mà đối với con CB1000neo này, mấy bạn 1m65 chạy vẫn bình thường. Nếu mà mấy bạn có sức khỏe thì chạy vẫn bình thường, trừ khi mấy bạn nó quá miếu hoặc là quá suy dinh dưỡng thì không được thôi. Chứ còn mà những anh em mà sức khỏe như một người bình thường thì chạy nó vẫn ổn áp. Nhưng mà so với lại cái thể trạng 1m65 nặng 65kg như mình, Ngồi cái con CB1000 này thì nó hơi bị nhỏ nhắn xinh xắn với lại cái xác xe. Thì cái xác xe cái con này nó so với lại cái con Triumph thì nó đồ sộ hơn, nhìn nó be càng hơn. Thì mấy bạn sẽ coi mình ngồi mình chạy thử, mấy bạn sẽ biết được là 1m65 mình nên chọn cái con xe gì cho phù hợp. Đối với mình thì riêng cái con CB1000 này, những anh em phải ngồi mà để nó đẹp nó, tại nhất là phải 1m7, nặng khoảng tầm 80kg là ngồi lên là đúng đẹp, đúng không? Còn mấy bạn quá to, ví dụ 1m8, 1m8 mấy mà ngồi mấy con này, nhìn cái xe nó nhỏ xíu à. Riêng về xe mô tô phân khối lớn, mình ngồi mình phải hơi nhón nhón nhóm nhóm tí xíu thì nhìn nó mới đẹp. Giống như mấy bạn thấy mấy anh châu Âu không? Ngồi lên con Su hoặc là ngồi lên mấy con CBR á, chống hai cái chân thẳng bưng luôn. Cái con xe tí xíu à, mấy bạn có tưởng tượng giống như là ngồi xe quay rim vậy. Đó, con xe này cực kỳ cao nha anh em. Xe này cực kỳ cao chứ không phải lùn đâu. Nổ gan tiên nghe em run. Chạy bình thường nghe cái tiếng bô, nghe như bujin không khác gì hết các bạn. Có một cái điều đặc biệt mà anh chủ xe này ảnh cần mình làm nữa mà mình không dám nhận làm. Với lại mình có hỏi mấy anh em thợ máy luôn, người ta cũng không dám nhận làm. Anh nói là sao mà mỗi lần cái xe anh vô số lên số 2, 3, 4 độ á thì nó im ru à, mà nổ máy vô số 1 cái là nghe cái cành. Trời ơi trời, xe mô tô nào nó vô máy nó cứ cái cành hết á. Trừ khi anh vô anh đi mấy con xe dung tích xi lanh nó quá nhỏ, giống như mấy cái xe giống như là 400cc đổ về á, thì mấy anh nghe cái tiếng máy nó vô nó nhỏ thôi. Còn mấy em mà gọi là full sport giống như là CBR600 hoặc là R6 hoặc là mấy xe 800cc đổ lên là xe nào cũng phải vô nghe cái cốc cốc. Có nhiều xe kêu giống như mấy con R1 đó, bạn nghe vô kêu ầm luôn đó. Ý là anh nói mình là như để số mo dày, để khi bình thường không nổ máy á, anh vô số á, nó nghe nhỏ xíu à. Mà cái vụ mà anh về mo mà ví dụ anh nổ máy đi đó, anh nổ máy đi mà anh vô số á, đó là nó sẽ kêu cái cốc. Trời ơi, cái đó thì ngoài tầm kiểm soát của em rồi. Bản thân nhà sản xuất người ta đã làm bao nhiêu chục năm trời một con xe phân khối lớn rồi, nó có chiều dài lịch sử nó rất là nhiều năm mà người ta vẫn chưa cải thiện được một cái bộ số mà khi vô số 1 mà nó im như quay rim nữa, làm sao mà anh kêu em chế biến được. Không rồi, mấy bạn nào mà có nhu cầu độ xe hay là dọn xe gì, các bạn cứ alo cho mình. Số điện thoại mình là 0903 678 978. Mình độ xe là có nghĩa là mình chỉ gắn đồ chơi rồi trang trí cho nó đẹp thôi nha anh em, chứ mình không có độ máy. Nên là mấy anh em lưu ý nha. Có nhiều anh em kêu là qua độ máy sao mà chạy chó mạnh là mình thua luôn á. Mình không có cái nhu cầu độ máy đâu. Rồi, có gì cứ liên hệ với mình 0903 678 978, gặp Mr. Ken. Bye bye, chào tạm biệt.